Ok, hàng chính hãng PS5 từ Sony Việt Nam sắp sửa lên kệ vào ngày 19 tháng 3 và hẳn nhiều anh em đã rất nóng lòng sở hữu nó rồi. Nhưng hàng điện tử là thứ khó có thể tránh khỏi sai sót khi một số lỗi vặt ban đầu sẽ khiến anh em gặp nhiều khó khăn trong quá trình chơi game. Và đây là video HaloShop tổng hợp những lỗi phổ biến cũng như cách khắc phục. Anh em cùng theo dõi nha. Mình sẽ chia video thành hai phần. Thứ nhất là báo cáo lỗi từ hệ thống và hai là lỗi phần cứng. Đầu tiên là lỗi không đủ bộ nhớ trống chạy SD, mã lỗi CE100281. Một mã lỗi rất phổ biến khi SD trên chiếc PS5 của anh em không còn đủ dung lượng trống. Các anh em có thể khắc phục dễ dàng bằng cách kiểm tra xem có đủ dung lượng để tải xuống không, vào mục cài đặt Settings, sau đó đến bộ nhớ Storage và cuối cùng là bộ nhớ hệ thống System Storage. Tiếp theo anh em đánh dấu dữ liệu muốn xóa và nhấn nút chọn xóa Delete để xóa nội dung. Không thể kết nối đến máy chủ, thường được thấy dưới dạng mã lỗi CE105799-1. Điều này xảy ra khi các anh em không thể kết nối được với máy chủ. Sony đã lập ra chi tiết danh sách đầy đủ các mẹo khắc phục sự cố cần thực hiện nếu anh em gặp phải lỗi này. Thứ nhất, khởi động lại PS5 và kết nối Internet thông qua dây LAN và cấu hình lại cài đặt mạng. Thứ hai, khi sử dụng kết nối Wi-Fi, anh em hãy kiểm tra lại vị trí lắp đặt, chẳng hạn như vị trí của router gần hay xa, hay có vật cản truyền tín hiệu nào chắn giữa router với PS5 hay không. Thứ ba, tắt router và modem của anh em và đợi ít nhất 5 phút sau đó khởi động lại. Thứ tư, cập nhật mới nhất phần mềm của router. Để biết chi tiết về cách cập nhật, anh em vui lòng liên hệ với VNPT, FPT hay Viettel nếu các anh em sử dụng sản phẩm của một trong số họ nha. Cách thứ năm là trong cài đặt mạng của PS5, anh em hãy thiết lập lại địa chỉ IP tĩnh theo hình thức thủ công. Lỗi khi chuyển dữ liệu qua mạng, mã lỗi CE112069. Các anh em nào sở hữu PS4 đều có khả năng chuyển dữ liệu sang chiếc PS5 mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này không phải lúc nào cũng mượt mà như mong đợi. Đây là một số cách để các anh em có thể khắc phục được nếu gặp phải mã lỗi trên. Đầu tiên, nếu các anh em đang kết nối PS4 và PS5 với Wi-Fi thì hãy chuyển sang hình thức cắm dây mạng trực tiếp chúng vào router. Cách thứ hai, tắt và đợi khoảng 5 phút khởi động lại router. Cách thứ ba, nếu các anh em chỉ muốn chuyển file data lưu game thì có thể dùng USB hoặc bộ lưu trữ đám mây. Anh em lưu ý là tuyệt đối không sử dụng tính năng Network Test hay không được bật chế độ nghỉ PS5 Rest Mode trong khi quá trình chuyển giao dữ liệu nền đang thực hiện. Dịch vụ này hiện đang bảo trì với hàng loạt các mã lỗi mà sẽ để bảng ở đây. Mạng PSN đôi khi không thể truy cập được vì vô số lý do, do đường truyền Internet không ổn định cho đến máy chủ Sony không hoạt động. Anh em có thể khắc phục bằng cách: đầu tiên là cài đặt lại kết nối mạng trên PS5 và thử kiểm tra nó. Cách thứ hai, tắt bộ định tuyến, modem của anh em và đợi ít nhất 5 phút trước khi bật lại. Cách thứ ba, nếu những hình thức trên không hiệu quả, anh em hãy thử lại sau vì đường dây có thể tạm thời bị tắc nghẽn. Sau khi đã thử mọi cách rồi mà tình hình không mấy cải thiện, anh em có thể phải nghe ngóng tình hình đứt cáp hay bóp băng thông trên các diễn đàn và lựa thời điểm khác trong ngày để chơi nha. PS5 không cài được game, mã lỗi CE100005-6. Đã có nhiều người dùng nước ngoài cho rằng họ nhận được mã lỗi CE100005-6 khi đang tìm cách cài đặt game vào hệ thống. Và sau đây là một số cách mà anh em có thể thực hiện để khắc phục. Thứ nhất, nếu anh em sử dụng đĩa game vật lý, hãy kiểm tra lại các vết ố hoặc dấu tay. Anh em cẩn thận lau đĩa bằng vải sợi nhỏ và thử cài đặt lại. Cách thứ hai, xóa toàn bộ cài đặt và tải xuống lại từ đầu. Cách thứ ba, nếu anh em đang tải đồng thời bản cập nhật và game, hãy tạm dừng tiến trình cập nhật và để tiến trình tải game hoàn thành 100% trước. Cách thứ tư, anh em thử khôi phục cài đặt gốc cho chiếc PS5 của mình. Nếu sau khi hoàn tất các bước trên rồi mà tình trạng vẫn còn tiếp diễn thì có khả năng chiếc đĩa game của anh em bị lỗi. Chế độ nghỉ gây crash hay là hư hỏng máy. Chế độ nghỉ ngơi Rest Mode là một tính năng không mới đối với phần cứng của Sony. Và thật không may, có thông tin cho rằng việc sử dụng chế độ nghỉ ngơi trên PS5 của anh em sẽ gây ra lỗi nghiêm trọng, gây crash máy và thậm chí làm hỏng chiếc PS5. Cho đến khi Sony phát hành bản cập nhật, điều tốt nhất anh em cần làm là tắt hẳn chế độ nghỉ ngơi trên PS5 của mình. Để thực hiện, các anh em cần phải làm theo những bước sau. Trên menu chính của PS5, chọn cài đặt Settings. Trong cài đặt hệ thống System Settings, chọn Tiết kiệm năng lượng Power Saving. Chọn Đặt lại thời gian cho đến khi PS5 vào chế độ nghỉ.
Save time until PS5 enters rest mode. Chọn tắt chế độ nghỉ ngơi, disable rest mode. DualSense không thể sạc bằng cổng USB phía trước của PS5. Nhiều người đã phản ánh về tình trạng chiếc tay cầm PS5 của họ không thể sạc bằng cổng USB trước. Đảm bảo rằng các anh em đang sử dụng cáp USB đi kèm máy. Và theo đó, một số người dùng đã báo cáo rằng việc sử dụng cổng USB phía sau sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu có thể, anh em hãy thử sử dụng chiếc tay cầm DualSense khác để có thể xác nhận sự cố xuất phát từ ổ cắm USB hay từ chiếc tay cầm của anh em. Chiếc PS5 phát ra tiếng động lạ. Một vài người cho biết họ mất tập trung trong mỗi cuộc chơi bởi tiếng ồn kỳ lạ phát ra từ PS5. Hiện vẫn chưa có nguyên nhân cụ thể nào được đưa ra, nhưng các anh em có thể khắc phục bằng cách cho PS5 đặt theo chiều khác, dọc hoặc ngang. PS5 quá nóng. PS5 quá nóng bởi nguyên nhân chính xuất phát từ việc chiếc console này không được thông gió tốt. Và sau đây là một số mẹo khắc phục. Đầu tiên, không đặt trong tủ hay vị trí kín. Thứ hai, phần quạt tản nhiệt nằm ngay bên dưới backplate để các anh em đừng phủ hay bọc máy lại. Thứ ba, đặt máy cách tường vừa đủ, rộng hơn thì càng tốt, cho lượng không khí lưu thông liên tục. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, nguyên nhân có thể xuất phát từ chính bộ phận tản nhiệt. Anh em có thể liên hệ Sony để được hỗ trợ. Tay cầm DualSense bị trôi cân. Vừa qua, Sony đã tiếp nhận cáo buộc pháp lý liên quan đến cần joystick bị trôi, dẫn đến việc chơi các tựa game gặp nhiều vấn đề. Anh em có thể fix nhẹ bằng cách thực hiện một vài thủ thuật sau. Thứ nhất là xác định cần joystick bị lỗi và làm sạch mặt dưới bằng cồn tẩy rửa. Nếu có thể, hãy xịt khí nén vào mặt dưới để tống bụi ra. Thứ hai, đảm bảo chiếc tay cầm đã được cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất. Thứ ba, anh em hãy thử thiết lập lại ban đầu chiếc DualSense bằng cách dùng que có kích thước mảnh chọc vào lỗ đằng sau và đợi từ 3 đến 5 giây. Kết nối lại chiếc tay cầm như ban đầu thông qua dây USB vào PS5. Và đó là toàn bộ những lỗi phổ biến và cách khắc phục từ những người dùng đi trước chia sẻ. Mình mong là video này sẽ hữu ích phần nào cho các anh em có ý định sở hữu PS5 trong thời gian tới. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em đừng quên ấn subscribe để có thể nhận thêm nhiều video về PS5 cũng như công nghệ sắp tới từ Halo Shop nha. Xin chào và hẹn gặp lại.